Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại cái thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh đi đến điểm bán cây kiểng của Thúy An ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cây cảnh bonsai cho mình giao lưu. Rồi chào An ơi. Mến chào quý cô chú anh chị đã đến với dự kiện của em ngày hôm nay nha. Thì trên kênh LTK Bonsai lúc 12 giờ trưa em có giao lưu với bà con mình một số cây kiểng đủ loại ha, cũng như những cây bonsai thành phẩm nha, và một số cây bằng lăng rừng cuối clip ha cô chú anh chị. Thì cây mã số 1A ngày hôm nay em giao lưu với bà con mình cây sâm hương, cái này ghép với lá cách miền Tây, kiện cổ nha cô chú anh chị, cốt cành quái nhạo rất lớn rồi ha. Gốc là gốc cắt ha. Dạ gốc là gốc gốc cắt thân sâm hương. Dạ chiều cao nha 70. Mua hàng qua YouTube thì bà con mình lưu ý cái kích thước của cây giúp em nha. Tán rộng nhất là 100 ha. Hẹp. Đây nha. 80 là rộng. Cây nằm chậu lâu năm ha. Và hiện tại cây già, rất là già cây. Cho ra lá như thế này thì bà con biết được cái độ cây nó như thế nào rồi ha. Dạ, toàn bộ đều thành phẩm hết rồi, tháo dây ra hết rồi nha. Tất cả đều rất là thẩm mỹ rồi. Chậu này em không gửi đi được cho cô chú anh chị mình nha, bó bầu vận chuyển ha. Bà con mình có gì thì về sang chậu mới cho cây nó đẹp hoàn chỉnh hơn. Chậu này nó cũng không có giá trị lắm nha cô chú anh chị, chậu xi măng bình thường thôi ha. Rồi em đo thông số của nguyên một cái này nha, 61. Còn cái đế thì rất là lớn nha cô chú anh chị, một thân đại diện như thế này là 34. Chỗ này không sao không? Dạ không sao, cái này khô sành hết trơn rồi. Rồi gốc cây cắt. Dạ. Dạ. Rồi mã số 1A giao lưu toàn quốc với bà con mình có giá 12 triệu đồng tận nơi ha. Giá cả thì em bao phí ship hết trơn rồi nha. Dạ có nào không? Dạ không có chậu nha. Cây này bản thân nó cũng rất là lớn rồi cho nên em không gửi chậu cho cô chú anh chị mình được. Dạ bó bầu an toàn cho cô chú anh chị mình khi đến nơi nhận hàng, bà con mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha. Còn cây 2A, đây là cây me chua nha cô chú anh chị. Chậu thì chậu cũng mới đây thôi ha, không phải là chậu cũ nha, cho nên chậu này rất là nặng, tụi em demo vô cho cây nó đẹp tổng thể hơn. Còn phần khi vận chuyển thì không có bao gồm chậu nha, cây lớn nặng ha. Chiều cao của cây này là 52. Me này là me ngọt nha cô chú anh chị. Giao lưu chậu luôn hả? Không không, cái này không giao lưu chậu. Không, cái này em báo me đi, em chưa biết là ngọt hay chua nữa. Nhưng mà những cây trước thì nó me ngọt đó, còn cây này thì em không biết làm sao. 70 là tổng tán nha. Cốt cành quái nhão hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Đó, mới bổ sung thêm một nước dây kẽm nữa ha. Nhìn kỹ ha, vàng tàn ấm mịn hết trơn rồi nha. Me me của miền Tây mình đó ha. Me phái à, cái này me ngọt mà. Cái này me ngọt thôi chứ. Rồi, 23 là thân ở đây nha, thân cũng khá là lớn ha. Cây dáng thì khá đẹp, chuẩn rồi nha. Mã số 2A không bao gồm chậu nha cô chú anh chị. Chậu này em không gửi đi được ha. 2A, chậu này là chậu tứ quý nha. Chậu này cũng mới đây thôi, khoảng chừng vài năm thôi à. Một cái thì giao lưu luôn thì 800 ngàn. Tại vì em không có giao lưu chậu luôn, nếu giao lưu chậu thì dạ. Một cái chậu gì là hồi trước em giao lưu là 800 ngàn. Còn cây riêng thì em báo giá với bà con mình bao ship toàn quốc, cây này có giá là 2 triệu rưỡi nha. Dạ. Mã số 2A, cây không là 2 triệu rưỡi. Còn chậu bà con nào có nhã hứng giao lưu thì 800 ngàn đồng. Tại vì chậu em có để riêng, em để demo thôi chứ không có gửi chậu được, nó nặng dữ lắm luôn. Nhưng mà nếu gửi là tắt chậu ra không? Dạ. Rồi, số điện thoại của em là 0939700449 ha. Bà con nào ưng ý cây nào thì gọi về số điện thoại đó giúp em nha cô chú anh chị.
Số đó cũng là số Zalo ha. Rồi cây số 3A, mai chú thủy da đen lá lớn, cốt cành quá nhạo mặt cắt đã liền lạc ha. Chiều cao là 74. Tổng tán ngang nha, 90. Cây đã thành phẩm rồi ha cô chú anh chị. Không còn dây kẽm nha. Cốt cành rất lớn ha. Lá lớn nha. Dạ. Bộ đế cực khủng nha cô chú anh chị. Hàng bonsai chuẩn thì giá thành nó cũng sẽ lớn nha. Cốt cành lớn ha. Chỗ này đen đen này là cái đó mặt cắt của nó kéo lại. Quanh thân của cây em đo tại vị trí này ha, 37. Còn tổng đế em đo tham khảo thêm là 110 nha. Mấy cây lớn lớn như thế này thì em tiến hành bỏ bầu vận chuyển cho an toàn nha cô chú anh chị. Chậu này không có à? Dạ không, không bao gồm chậu. Đó, cốt cành bà con mình dòm kỹ giùm em ha. Này có lẽ về bà con mình sang cái chậu mới lớn hơn đi, cho cây nó dễ phát triển hơn. Cốt cành dòm kiển cổ ha. Mã số 3A nha. Có nào không rõ bà con mình cần biết thêm chi tiết thì cứ liên hệ Zalo em chụp hình cho bà con mình ha. Rồi cây này em giao lưu toàn quốc với bà con mình có giá 11.500.000 tận nơi. Rồi cây 4A. 4A là cây sâm hương Đài Loan nguyên thủy nha cô chú anh chị, không ghét ha. Cái mùi của nó như là mùi lá cách gặt vậy nha. Cây này có chiều cao là 46. Thân thì co lắc cũng khá là già ha. Cây thuần chậu sống khỏe ha. Tổng tán như thế này là 50. Mã số 4A. Thân co lắc khá đẹp nha cô chú anh chị. Em đo thân nha. Thân này là 15, gần 16 ha. Còn đế này ha. Đế này em đo tổng cho bà con mình tham khảo thêm nha. 45. Thân khá đẹp nha cô chú anh chị. Sâm hương Đài Loan ha. Có chậu không em? Dạ cái này em gửi chậu luôn cho cô chú anh chị mình nha. Chậu mới nha. Chậu này là Biên Hòa Đồng Nai mới, chậu Bắc Tiên. 4A 1.500.000 đồng tận nơi, chọn cả bộ nha. Cả chậu chứ luôn. Rồi cây 5A. Nu da đen lá lớn. Cây lùng lực bonsai nha. 40 là tổng tán của cây. 20 là chiều cao. Mai chú thủy da đen lá lớn. Dòng cây cảnh nuôi một cây lùng lực như thế này thì ga chi tay đủ như thế này thì cũng khá là lâu nha. 5A. Rồi tổng tàn, tổng thân nha cô chú anh chị, 17 nha. Đó, để bà con mình về tự chỉnh sửa thêm giúp em ha. 5A. Rồi giao lưu toàn quốc cây này có giá là 1.100.000 đồng đến nơi ha. Em vận chuyển toàn quốc nha. Và bảo ở trên đây thì tụi em đã bao gồm phí ship cho bà con mình rồi ha. Có gì thì bà con mình hỗ trợ kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em. Rồi cây 6A, mai chiếu thủy dòng trung nu. 33. Cao. Ngang là 33 luôn. Dòng này nhỏ nhỏ nha cô chú anh chị nhưng mà rất là già cây. Lá gì? Lá trung à? Này lá trung. Này dòng trung nu nguyên thủy luôn á. Hàng bonsai lùng lực. Rồi. Tổng thân như thế này em đo cho bà con mình trừ hao là 14. Đó. Cái này thì bà con mình về demo sang chậu mới giùm em nha. Rồi 400.000 đồng thôi, tới nơi cho bà con mình luôn. Clip này cũng được khoảng 3-4 cây ha, giao lưu cho hết cho bà con mình luôn đó. Rồi cây này cũng giá 400.000 đồng tận nơi ha. Chiều cao là 45. Ngang là 24. Mã số 7A. Ngang là 24. Ngang 40 nè. Cao 24. Ngang. Rồi cao 24. Đây nè mặt cắt của cây ha. Cao ở đây. 400 luôn ha. Dạ cũng 400 luôn. Giá em báo sát sát luôn. Quanh thân này là 13. Ủa 12 nha. Đó,
Bà con nào thích hợp những cây này thì về giao lưu lại cũng vẫn ok luôn. Giá em báo sát sát cho bà con mình dễ chơi. 7A 400.000 đồng. Số điện thoại của em có để dưới tiêu đề là 0939 700 449 nha quý cô chú anh chị. Rồi đến với dòng chung nu nguyên thủy này, ấm tàn và thân co lắc ha. Cây này có chiều cao là 27. Hàng này chuẩn hơn nha cô chú anh chị. Tán là 45. Tán cực mịn rồi ha. Hàng này thì đang chuẩn bị cho đến một đợt hoa nha. Quanh thân này ha, 12. Rồi. Đó, thân co lắc nè. Ngã cái đầu rồi, ngã nữa. Đó. Rồi lấy tay nha. Thân dáng nghệ thuật nha. Rồi. 8A, giao lưu với giá 700.000 đồng tận nơi cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, cây 9A, cây này 800.000 đồng. Cây này có chiều cao là 24. Hàng mang dây kẽm từ những cái nhánh nhỏ nhất luôn rồi nha cô chú anh chị. Tổng tán là 54 ha. Về bà con coi cái nhánh nào nó chéo ngoe thì cứ bẻ lại bình thường. Nó cũng dẻo nhẹo hà, nó khó gãy ha. Quanh thân này ha, 12. Trên đây có một cái vết. Cái vết này nè mà lũa người ta đã xử lý rồi nha. Tho keo hết rồi. Rồi ngã cái bàn. Ngã cái đầu đứng. Lăn qua luôn. Đó, thân co lắc khá đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, chỗ đó có gì chụp hình thêm ha. Dạ, quay có gì được. Chụp hình thêm cho cô chú anh chị mình rõ. 9A 800.000 đồng tận nơi nha. Rồi, 10A đó là dòng cây ăn trái vú sữa lò rèn ha. Hàng này quấn đế từ nhỏ cho nên cây nhỏ nhỏ như thế này, nhưng mà bà con mình thấy như vậy chứ nó già lắm rồi nha. Cao là 69. Tán thì tán tự nhiên. Dạ, thích hợp cho bà con mình về tự uống chăm sóc theo ý mình thích nha. Còn đế thì người ta đã chỉnh sửa cho mình rồi. Tổng đế nha cô chú anh chị. 34. Đo cục trên. Đo cục trên đây ha. Trên đây là 23. Nè, hàng quán đế nè. Bà con mình dòng kỹ nha. Đó, về từ từ mình khai phát thêm. Rồi, mã số 10A. Giao lưu toàn quốc với giá 1 triệu đồng tận nơi cho cô chú anh chị mình ha. Vú sữa. Rồi, cây này cũng là 1 triệu đồng toàn quốc luôn. Hàng cũng là hàng quán đế luôn. Ở dưới đây thì nó cũng đang nuôi đế nha. Em chỉ mở cái kia tượng trưng cho cô chú anh chị mình thôi. Còn cái này em để như vậy ha. Rồi, chiều cao của cây là 63. Tàn này dày đặc hơn ha cô chú anh chị. Đế cũng khá là quái ha. Em đo tổng như thế này là 26. Đó. Hàng vú sữa, hàng cây ăn trái nha. Rồi, cây này giá giao lưu cũng là 1 triệu đồng tận nơi cho cô chú anh chị mình. Hàng trồng hạt nha cô chú anh chị. Rồi, lô này em có được 4 cây cần thăng nha. Cần thăng bonsai, cần cù thăng tiến, củ đế khá quái nha. Cao là 45. Tổng ngang là 58. Dòm kỹ đường thân và đế của nó cực kỳ quái nha. 10 là thân nha. Còn củ đế em đo cho bà con mình tham khảo là 45. Hàng này hàng còn đế nữa ha cô chú anh chị. Do vận chuyển cho nên em không có mồi thêm tối đa. Về bà con mình tự chỉnh sửa thêm giúp em cho cây hoàn chỉnh nha. Rồi cây này giá giao lưu với bà con mình 700.000 đồng tận nơi. 12A. 13A. Rồi, cây này giá giao lưu với bà con mình là 400.000 đồng. Tổng tàn nha, 33. Thân thăng luôn. Cao của đế, dạ, 13. Hoành luôn. Đây, 18. Tiền nào thì của nấy, cây nhỏ nhỏ thì em báo giá sát cho bà con mình rồi ha. 13A, củ đế cây nào cũng rất là quái nha. Dạ, đây nè, quấn đây qua đây luôn. Rồi, 400.000 đồng, 13A toàn quốc. Và dòng cần thăng này bà con mình có thể ghép với chanh hạnh Mỹ ha. Bản thân cây không hoa và không trái nha. Rồi, cây này giao lưu toàn quốc với bà con mình 600.
50, ngang, cao 24. Cái này về bà con mình có thời gian làm lại cây á, rất là đẹp luôn. Đế bà con mình dòm kỹ rất là quái. Rồi, quanh. Tổng ở đây em đo ha, 26. Đế người ta trồng bằng tro trấu cho nên là dễ phát triển đế lắm nha cô chú anh chị. 14A, 600 tận nơi. Bà con mình lấy hết 4 cây thì bên em sẽ có giá giảm lại cho cô chú anh chị mình tầm 200 ngàn ha. Rồi, cây 15A. Đây, bỏ cái này ra đây luôn đi. Không có để được không? Nó không đứng được. 20 là cao nha. Tán là 40. Cây nào nhỏ nhỏ nhưng mà cũng rất là quái nha. Cái này của đế đặt nha cô chú anh chị. Nằm đây. E đo là 33. Còn đế bà con mình dòm kỹ nè. Thêm giá thể giùm em nghe rồi trồng. Nè nhìn trong đây nè. Bảo đảm bao sống khỏe cho cô chú anh chị mình. Hàng này thì rất là dai. Rồi cây này giao lưu toàn quốc với giá 400 ngàn luôn. Sở hữu được cây này thì cũng khá là ok ha. Về thêm giá thể trồng. 16A, khế gân nha. Được có 1 cây 1 nha cô chú anh chị. 53 là cao. Nam gom nhiều cây cảnh thập cẩm. Tổng tán như thế này là 42. Hàng này hàng thuần chậu nha. Cốt cạnh thì chỉnh sửa rồi nè, sơ rồi ha. Về bà con mình chỉnh sửa thêm theo ý thích của mình, từ từ cây nó thành phẩm. 19 là tổng thân ở đây ha. Khế gân cho ra vị rất chua nha. 16A. Rồi 600 ngàn tới nơi luôn. 17A là cây kiều hùng nha. Đó. Kiều hùng này có chiều cao tương đối ha, 27. Kích thước em đo thì bà con mình lưu ý giùm em nha. Tàn thì em có thể ép khi vận chuyển ha. Đúng rồi, 40 là tổng tán. Mới nước dây. Mới nước dây. Kiều hùng, hoa của nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây em đo thân tại vị trí này nha. 20, em tính 19 tại vì có dính dây kẽm. Đây là cái thân lũa khô ha, về tạo lũa âm thân thêm giùm em cho cây đẹp. 17A, 400 đến nơi luôn. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 ha. Cây 18A. Đây là cây phôi giấy Mỹ ghép với cẩm thạch ha. 49 là chiều cao. Ngang đó là 39. Cẩm thạch này chắc màu tím quá. Dạ. Những cây gì thì dễ vận chuyển hơn là những cây tàn sùm ha. Thân ở đây là 11. Còn đế cây bà con mình coi giùm em ha. Rồi 18A, giao lưu toàn quốc 400 ngàn đồng tận nơi. Cái này giấy Mỹ ghép với cẩm thạch nha cô chú anh chị. Đây, đây có một cái bông nè. Em có được hai phôi ha. 55 là chiều cao. Ngang của tàn là 40. Giấy thì rất là dễ vàng và rụng lá khi vận chuyển nha. Nhưng mà sống rất là dai. Nhánh này bà con mình cắt ra cắm nó vẫn sống bình thường ha cô chú anh chị. Tại đây em đo 10 đi. Sợ vướng vướng ba cái dây này đo không chính xác, về bà con mình đo lại nữa. Em tính 10. Ghép dính sống khỏe rồi. Rồi ghép dính sống khỏe cũng là 400 ngàn đồng đến nơi nha. Phôi giấy Mỹ ghép với cẩm thạch. Số điện thoại của em có để dưới tiêu đề, bà con mình lưu ý gọi về số điện thoại đó mới mình chốt đơn nha. 0939700449 nha quý cô chú anh chị. Đây là hàng bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Đối với dạng phôi như thế này thì em bao sống cho cô chú anh chị mình 1 tháng ha. 44 là chiều cao. Hàng này về nhận bà con mình tưới nước giữ ẩm để mát vài ngày giúp em là ok ha cô chú anh chị. Hàng dăm mũ đó đâm chồi sống khỏe rồi. 80 là tổng bầu. Mã số 20A. Mặt trước mặt sau đều rất đẹp nha. Lũa thép hết trơn rồi ha. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ giao lưu với giá 1 triệu đồng tận nơi. Hàng này bà con mình có thể ghép với tường vi ha. Cây xuyên hoa và cho hoa rất là rộ. Rồi, cây này là cây mã số 21, cũng là hàng bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Chiều cao là 44.
Đối với hàng chồi nhiều như thế này quá thì khi mà vận chuyển có thể bị dập nha. Thì chồi nó cho lại rất là mạnh, bà con mình an tâm ha, tại em bó dạng phôi á cô chú anh chị. Tổng bệ như thế này em đo nha, 90. Đó. Về bà con mình cắt tỉa lại cho dáng nó phô ra. Rồi, dâu lưu toàn quốc cây này có giá 1 triệu đồng luôn tận nơi. Mà số 22A. Em bao sống cho cô chú anh chị mình 1 tháng nha. Còn phần còn lại bà con mình chăm sóc tiếp em ha. 44 là tổng chiều cao. Tại vì những cây này thì trong vòng 1 tháng thì cây nó đã sống ổn định rồi. Tổng bệ. Tổng bệ em đo là 100 đi ha. Bầu gồm 2 lớp, bà con mình về lên lớp, bỏ lớp ngoài lên lớp trong, bao từ từ nó sẽ mục và phân hủy. Đây, đây là đá núi nha cô chú anh chị, hàng ôm đá. Cứng ngắt nha. Rồi cây này em giao lưu toàn quốc với bà con mình giá 1.300.000 đồng tận nơi. Cây thì nó nở hoa một mùa hè trong năm. Cây hơn. Rồi. Cây này là mã số 23. Cây này có chiều cao là 50. Cây mấy cây này dị già cây lắm rồi nha, hàng khai thác nha cô chú anh chị. Bầu này là 70. Đó. Tương đối 70. Dạ tương đối 70, hàng bao sống 1 tháng cho cô chú anh chị mình. Và mặt hàng em giao lưu cũng khá là lâu trên YouTube rồi, khoảng chừng 2 năm hơn rồi ha. Cho nên bà con mình an tâm giao lưu. Rồi, 1 triệu đồng tận nơi. Cây mã số 23. Cây 24. Cây ôm đá dáng quái nha cô chú anh chị. Rồi được rồi. Cây này có chiều cao là 45. Em bó dạng phôi nên chồi có thể bị dập nha, mong cô chú anh chị mình thông cảm với vụ đó giùm em ha. Dạ cục đá quá lớn rồi. Em đo tổng bệ này nha. Sát luôn là 70 nha cô chú anh chị. Cục đá này cứng ngắt không có xê nhích đâu được chân ha. Đây lũa cứng thép hết trơn rồi ha. Hàng miền rừng núi cho nên lũa đó là điều đương nhiên nha. Đó. Rồi, cây này em giao lưu với bà con mình giá là 1.300.000 đồng tận nơi, 24A. Phí ship của em thì cũng khá là cao, cho nên có cái gì thì không có giảm cho bà con mình được nhiều ha. Tại vì hàng báo giá cũng hữu nghị hết trơn rồi. Dạ. Rồi, chiều cao là 40 nha. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ nha cô chú anh chị. Ghép tường vi thì cây nó sẽ có giá trị hơn ha. Bay tổng cộng là 65. Cây đảm bảo sống khỏe cho cô chú anh chị mình. 87 là tổng bệ. Trong thời gian chăm sóc 1 tháng đổ lại thì cây có gặp bất cứ vấn đề gì thì cứ liên hệ về số điện thoại em để mình thương lượng giải quyết nha cô chú anh chị. Rồi cây gián bay này em giao lưu với bà con mình 1.400.000 đồng tới nơi. Giá em báo sát sát rồi cho nên đơn hàng 2 cây thì bên em mới có giảm lại cho cô chú anh chị mình được 100.000 nha. Cây cuối clip của em cây 26A. Cây nào cũng có cái dáng đẹp riêng hết trơn ha. 45. Tổng chiều cao. Tổng bệ luôn là 75. Hàng mặt dựng khá đẹp, khá quái nha. Rồi cây này giao lưu cuối clip của em 26A, 1.200.000 đồng tới nơi ha. Rồi bà con mà thấy clip hình ảnh rõ nét và giá cả hợp lý thì nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ ha. Thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bà con mình trong thời gian vừa qua đã ủng hộ và tin tưởng shop Thúy An em. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.